Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cán bộ, hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt, trải qua nhiều đợt dịch COVID-19, nhất là trong thời gian Đà Nẵng thực hiện chủ trương giãn cách trên toàn địa bàn thành phố, các cấp hội phụ nữ đã không quản ngại nguy hiểm, vất vả, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chung tay cùng thành phố phòng chống dịch bệnh, kịp thời chia sẻ những khó khăn đến với người dân, với phương châm không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Trải qua nhiều đợt dịch COVID-19, mãi động lại trong nhiều người dân thành phố Đà Nẵng là hình ảnh những cán bộ, hội viên, hội phụ nữ không quản ngày đêm, làm những công việc từ nhỏ đến lớn để hỗ trợ thành phố, hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ luôn sẵn sàng xông pha vào những nơi khó khăn, nguy hiểm để hỗ trợ, tiếp sức cho nhiều lực lượng ở nơi tuyến đầu chống dịch và người dân ở những khu vực phong tỏa cách ly, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Những nghĩa cử đẹp mang đậm tình người cứ thế lan tỏa qua bao mùa dịch. Để tiếp tục chung sức cùng thành phố phòng chống dịch, trong đợt COVID-19 tái bùng phát lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch số 324 ngày 30 tháng 7 năm 2021 về triển khai các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, phát động chương trình Sẻ chia yêu thương chung tay phòng chống dịch COVID-19 nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch và các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố ổn định cuộc sống, yên tâm, vững tin cùng thành phố vượt qua đại dịch. Chương trình đã vận động, kết nối và nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà tài trợ, những tấm lòng vàng từ khắp nơi. Chúng tôi đã chỉ đạo cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, các xã, phường, chi hội vào cuộc với chính quyền, Ủy ban Nhân dân, cũng như là các tổ COVID cộng đồng để mà mỗi người mỗi việc, mỗi người một tay để mà chung tay cùng với chính quyền địa phương cấp cơ sở để mà thực hiện. Riêng với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chúng tôi tích cực vận động các nguồn lực để mà cùng với các cấp hội hỗ trợ cho người dân khó khăn, những cái nhu yếu phẩm, những cái vật dụng cần thiết đến với gia đình từng hội viên phụ nữ. Trong nhiều nguồn hỗ trợ vào đầu tháng 8 năm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty Khí Việt Nam, BVG, với số tiền là 5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, đợt 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng 5.000 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 quận huyện để chuyển đến gia đình các hội viên phụ nữ nghèo khó khăn. Riêng quận Sơn Trà, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch, đã được trao tặng 1.000 suất. Việc phân bổ quà sẽ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận huyện điều phối và triển khai thực hiện từ nay cho đến cuối năm. Được biết, thời gian qua, Tổng công ty Khí Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chính sách an sinh xã hội tại thành phố Đà Nẵng với số tiền gần 13 tỷ đồng. Ngàn món quà này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận sẽ triển khai cho các phường và chi hội phụ nữ ở cơ sở để trao tặng tay cho những hộ phụ nữ nghèo khó khăn, công nhân đang ở trọ. Đây là một món quà rất ý nghĩa để đây là động viên các chị ở tại cơ sở yên tâm tham gia cùng với địa phương để phòng chống dịch COVID-19 cho đạt hiệu quả. Đây là hình ảnh những cán bộ hội viên phụ nữ tất bật với công tác chuẩn bị 1.000 xuất quà từ nguồn kinh phí 5 tỷ đồng do Công ty Khí Việt Nam hỗ trợ để kịp thời chuyển đến người dân quận Sơn Trà trong thời điểm quận Sơn Trà trở thành một điểm nóng về dịch bệnh COVID-19. Với nhiều phường trên địa bàn quận nằm trong diện phong tỏa cứng, áp dụng quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập, việc chuẩn bị 1.000 xuất quà hỗ trợ quận Sơn Trà được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai hết sức chú đáo. Ngay từ sáng sớm, các cán bộ hội viên phụ nữ tất bật chuẩn bị 1.000 suất rau củ quả để hỗ trợ người dân. Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại quận Sơn Trà, với chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang xuất hiện nhiều người nhiễm COVID-19. Vì vậy, đã áp dụng lệnh phong tỏa tại nhiều phường, nên việc kịp thời hỗ trợ về nguồn lương thực thực phẩm cho người dân là việc cần làm rất thiết thực. Đây là nguồn thực phẩm thiết yếu để giúp người dân bảo đảm nguồn dinh dưỡng hàng ngày, bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch. Những phần quà không chỉ nằm ở giá trị vật chất,
mà lớn hơn đó là sự đồng cảm, san sẻ của mọi người dành cho nhau giữa lúc nguy khó. Những nghi cử thật đẹp, đáng trân trọng. Đợt này là cái được giao nhiệm vụ của Hội Phụ Nữ thành phố chuẩn bị cho một lượng hàng rất lớn với số lượng 1.000 suất và cung cấp những cái mặt hàng nhu yếu phẩm, rau củ quả. Hiện nay là những cái nhu cầu rất cần thiết của các bà con vùng cách ly, thì mình cảm thấy rất là vui vì được cái thành phố tin tưởng vào nhau cái nhiệm vụ này, và hy vọng rằng là số cái lượng hàng này sẽ nhanh chóng chuyển tới tận tay những bà con đang ở trong khu cách ly. Cùng với việc chuẩn bị rau củ quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị thêm 1.000 suất quà gồm các thực phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, mì tôm, sữa tươi và một số thực phẩm khác để hỗ trợ người dân quận Sơn Trà. Đặc biệt trong đợt trao quà lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng còn chú trọng đến việc lồng ghép công tác truyền thông về vấn đề bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Bởi vậy, trong 1.000 suất quà, ngoài các mặt hàng lương thực thực phẩm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng còn tặng kèm cho người dân các dụng cụ phòng tránh thai như bao cao su, băng vệ sinh cho phụ nữ, các tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình. Nhằm giúp đỡ cho hội viên phụ nữ các phường của quận Sơn Trà hiện nay đang bị phong tỏa cách ly do dịch COVID-19, thì ngày hôm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục hỗ trợ đợt 2 là 1.000 suất quà, gồm những mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm, tươi sống như là rau, củ quả, trái cây, để giúp cho hội viên phụ nữ khó khăn vùng phong tỏa dùng hàng ngày. Ngoài ra đợt này chúng tôi cũng hỗ trợ những mặt hàng thiết yếu dành cho trẻ em và phụ nữ tại địa bàn bị phong tỏa cách ly. Đặc biệt trong những ngày thành phố thực hiện chủ trương giãn cách toàn thành phố kể từ 8 giờ ngày 16 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vẫn tiếp tục duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bằng nhiều cách làm khác nhau. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tham gia cùng đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại một số xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao hỗ trợ tiền và quà trị giá trên 5 triệu đồng để động viên các chị cán bộ chi hội phụ nữ tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương và các hộ gia đình hội viên phụ nữ khó khăn. Bên cạnh đó, hưởng ứng chủ trương của thành phố đã có trên 4.700 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ các tổ xét nghiệm COVID, tham gia trực chốt vì vùng xanh an toàn tại các khu dân cư, hỗ trợ nấu ăn phục vụ các lực lượng tại các điểm chốt, hỗ trợ phân bổ lương thực, thực phẩm cho người dân và giám sát người dân thực hiện các quy định của thành phố trong công tác phòng chống dịch và nắm bắt tình hình đời sống của người dân, kịp thời phát hiện phản ánh những khó khăn của nhân dân trong những ngày thực hiện giãn cách. Tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2021, từ nguồn hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA và các đơn vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng chống dịch với tổng kinh phí gần 3 tỷ 300 triệu đồng. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 10.000 suất quà và triển khai các hoạt động thăm hỏi động viên, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng 200 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, mỗi đơn vị 100 triệu đồng để hỗ trợ chia sẻ với cán bộ, hội viên phụ nữ và các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại các địa phương, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng tại cơ sở cũng đã huy động nhiều nguồn lực để triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch với tổng số tiền là trên 4,5 tỷ đồng. Nhiều hoạt động thiết thực xuyên suốt trong mùa dịch COVID-19 của các cấp hội phụ nữ ở các địa phương đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người dân thành phố. Một trong số đó là mô hình đi chợ giúp dân. Trong những khu vực phong tỏa cách ly, sinh hoạt, cuộc sống của nhiều người dân bị hạn chế, không thể tự mình đi mua lương thực thực phẩm. Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của người dân, hội phụ nữ của nhiều địa phương đã vận động các hội viên tổ chức đi chợ giúp dân. Các chi hội phụ nữ phường tổ chức tập hợp danh sách hàng hóa thực phẩm mà các gia đình trong khu vực gửi mua và tổ chức đi chợ mua rồi mang thực phẩm giao đến cho người dân. Thì trước cái tình hình dịch bệnh như vậy thì các khu dân cư ở trong các khu cách ly cũng tương đối đông.
ở trên địa bàn phường thì có hơn 1.300 hộ nằm trong cái khu cách ly. Do đó phụ nữ phường đã chủ động lên phương án triển khai đi chợ giúp cho người dân. Đặc biệt là ở trong khu dân cư có những cái tổ Covid cộng đồng mà phụ nữ là thành viên, thì phụ nữ triển khai đến cho các chị, triển khai phát phiếu đi chợ đến cho người dân, và ở ngoài này chúng tôi đi chợ giúp dân. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi vận động mạnh thường quân hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn trong khu vùng dịch. Cái thứ ba nữa là phụ nữ tham gia trực các chốt cách ly, trực chốt đảm bảo kiểm soát được cái người ra vào ở cái khu vực này. Đi chợ giúp người dân là một việc làm vất vả, đứng trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Song với ý thức phòng dịch tốt cho bản thân, với mong muốn được san sẻ những khó khăn với người dân trong dịch bệnh, các chị em phụ nữ đã không đề hà mà hăng hái nhiệt tình với công việc. Đi chợ giúp dân, một cách làm rất thiết thực, đầy nghĩa tình giữa mùa dịch, nhất là trong những ngày thành phố thực hiện chủ trương giãn cách toàn thành phố. Khi mà nhận được mệnh lệnh phong tỏa đó, thì người dân ở trong này rất hoang mang. Qua một hai ngày sau thì tôi cảm nhận được rất nhiều cung bậc cảm xúc từ các ban đoàn thể, nhất là người Hội Liên hiệp Phụ nữ. Các chị là đã cho những chị hội trưởng đánh từng nhà, rao từng ngày, là coi như là chiều nào cũng thế, ngày nào cũng thế. Các chị cứ miệt mài âm thầm làm. Sau cái đợt dịch này rồi chúng tôi mới thật sự là biết là coi như là trân trọng và cảm ơn những tình cảm của các chị, các ban ngành đoàn thể dành cho những người dân bị phong tỏa trong này giống như chúng tôi. Không phải lo lắng về chẳng hạn như cái rau hoặc là nhu yếu phẩm. Với phương châm không để ai bị bỏ lại ở phía sau, sẻ chia yêu thương, chung tay phòng chống dịch COVID-19 ở mọi lúc, mọi nơi, phụ nữ thành phố Đà Nẵng luôn thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phát huy tinh thần hăng hái, nhiệt tình, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Theo kế hoạch hoạt động thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng vẫn tiếp tục duy trì nhiều hoạt động để song hành, chung sức cùng thành phố phòng chống dịch bệnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng có đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ. Đây là nguồn lực to lớn, góp sức tạo nên sức mạnh đoàn kết cùng thành phố quyết tâm chiến thắng đại dịch.